Tiếp theo là một mẫu đồng hồ đã qua sử dụng của Seiko, và đây là một mẫu đã còn nguyên hộp sổ. Một chiếc Seiko preset, mã của nó là SARW029. Con này được bán ra vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2017 tại Big Camera ở Tokyo. SARW029 phiên bản nội địa Nhật, hướng dẫn sử dụng. Mẫu này cũng là một mẫu khá là quen thuộc, và dòng này thì nó hết hàng rồi. Hết hàng mới rồi, giờ chỉ còn những chiếc hàng lướt kiểu như này thôi. Tình trạng của nó thì các bác có thể thấy là đây là một mẫu rất đẹp, với tình trạng còn rất là đẹp. Đây nó chỉ có những cái vết xước rất nhỏ trên thân cổ dây thôi. Đây, thân vỏ của nó còn rất đẹp. Mặt kính sapphire không có xước, tình trạng của con này nó còn khoảng 90-95%. Size 40 này, size 40,2. Độ dày của nó là 13,4. Lắc to lắc là 47,5. Nếu thay dây da thì dây da 20 và 18. Với size 40 này nó sẽ phù hợp với lệ của tay chu vi tầm 16 trở lên là đeo đẹp nhé các bác nhé. Tầm 16. Mặt tay màu đen với các kẻ sọc từ trên xuống dưới. Một bộ kim hình lá liễu này. Và có kim hiển thị mức năng lượng ở góc 9 giờ. Chúng ta vặn cót đến đâu thì nó sẽ lên cót đến đấy. Các cọc số học trò nhé. Được sơn thẳng lên trên mặt tay này luôn. Mặt kính sapphire nguyên khối này. Và nó không có dạ quang, dòng này nó không có được trang bị dạ quang đâu. Đây các bác nhìn này, không có dạ quang nhé. Máy của nó ở đây, con này nó sử dụng máy 6R27B này. Một bộ máy khá là cao cấp của Seiko rồi. 29 chân kính, 28.800 tần số dao động, và nó sẽ có khoảng hơn 40 giờ tích cót. Phiên bản của Made in Japan con này còn rất đẹp nhé. Top Sapphire Crystal, kính Sapphire. Chống nước của con này là 100 mét nước. Máy 6R27B. 29 chân kính, 28.800 tần số dao động. Và nó sẽ có hơn 40 giờ tích chữ cót. Con này là nó sẽ cạnh tranh với những chiếc xe của Thụy Sĩ phân khúc tầm 30-40 triệu đấy. Vì con này hàng mới của nó cũng khá là đắt. Những bộ máy 6R2X là phải ít nhất phải trên 20. Chiếc này thì tình trạng của nó còn lên đến 90-95%, vẫn còn rất đẹp nhé. Em sẽ ướm thử trên cổ tay 16.5 để anh em cùng tham khảo. Nó đeo trên cổ tay này, rất đẹp. Bác nào mà không thích dây thép thì có thể trang bị thêm cho nó cái dây da. Mặt kính sapphire nguyên khối nhé. Có một chiếc 6R2X, 6R27. Và hiện tại thì bên em đang có một chiếc này về với mức giá rất tốt, chỉ còn có 10 triệu 550 nghìn thôi. Và con này có mã là 8714. Có mã của nó là SARW029. Các bác có thể check mã mới của chiếc này để ra được những cái mức giá tham khảo. Và hiện tại thì bên em đang có chiếc này với mức giá là 10 triệu 550 nghìn. Bác nào quan tâm mẫu này thì hãy liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm theo thông tin địa chỉ phía dưới video, hoặc có thể truy cập vào website đồng hồ quanglâm.com, hoặc
hoặc là alo trực tiếp cho bên em theo số hotline là 0834 696699, hoặc có thể trực tiếp trên tay tại 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, hoặc là có thể Zalo với bên em theo các số ở phía dưới này.